Xin chào các bạn khán giả thân mến Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với kiếm về hệ thống và Công đình duy theo dõi tập 141 của Bắc Tống Phong Lưu Sau khi từ biệt Dương Phạm Lý Kỳ lại đi loanh quanh trong viện thấy mọi người đều như tình hơn bình thường thì trong lòng cũng yên tâm nhiều Bỗng nhiên, trong đám người đó hắn bỗng phát hiện ra một bóng hình quen thuộc đi tới vỗ mạnh và vai lão lớn tiếng Thái viên ngoại Thái Mẫn Đức sợ tới mức giật mình quay đầu nhìn lại thấy Lý Kỳ, con người đã đảo nhanh đến nỗi không nhìn thấy hình nữa. Lý Công Tử, thái mộ đã nhiều tuổi, người ít dọa thái mộ thôi. Lý Kỳ cười ha hả nói, Hờ, không biết bên ngoài nhìn cái gì mà chăm chú như vậy. Thái Mẫn Đức giơ tay lên, đương quý. Thái Mẫn Đức cười nói, mắt công tử tốt quá. Chẳng lẽ bên ngoài muốn kinh doanh dược phẩm? Thái Mẫn Đức gật gật đầu nói, giới tiểu lâu có người lợi hại như công tử, thái mẫu chỉ sợ khó có thể ra mặt, cho nên phải mau chóng tìm đường lui mới được. Người muốn đổi nghề Cũng đừng có tham lam cái mảnh đất giang nam này Lý Kỳ cười ha hả nói Viên ngoài nói đùa rồi Nhưng viên ngoài muốn kinh doanh được Liệu đúng là nằm ngoài suy đoán của ta không Thái Mẫn Đức cười nói Thái Mô học hành không hiểu Cũng không hiểu nhiều Chờ nấu ăn ra Chỉ có hiểu biết một ít về thuốc Trước đây lúc còn ở trong Thái Sư Phủ Còn đặc biệt học được một ít Vẫn là câu cũ Làm ăn quan trọng là làm quen Ngoài việc kinh doanh dược phẩm Ta cũng không làm được việc gì khác thì ra là thế Lý Kỳ gật đầu cười nói Tuy nhiên tầm nhìn của viên ngoài thật khiến cho người ta bái phục Sao lại nói như vậy Viên ngoài đang thử ta sao Ê, Không dám, không dám Lý Kỳ cười ha hả nói hơ, hơ. Là người thì phải ăn cơm Ăn cơm thì phải uống rượu Hơn nữa đại tông chúng ta Những gia đình bình thường đều không thể làm cơm ở nhà Cho nên lợi nhuận trong tiểu lâu là vô cùng lớn Lại có tính liên tục mạnh mẽ Chỉ cần kinh doanh tốt là có thể sống sót lâu dài trừ phi ngày nào đó người không cần phải ăn cơm nữa. Cùng đạo lý đó là người thì sẽ có lúc bị bệnh. Bị bệnh thì phải đi bốc thuốc. Cái này có thể không kiếm tiền sao? Viên ngoài lúc tuổi còn trẻ đã có thể nắm chắc hai việc làm ăn có thể kiếm được tiền nhất và cũng ổn định nhất trên thế giới. Thậm chí đến sách còn không muốn đọc. Ừ, đúng là giỏi hơn ta nhiều. Ai da, dạ. coi như thái mẫu xin ngươi. Ngươi đừng có mỉa mai thái mẫu nữa. Thái mẫu nào có không muốn đọc sách. Chỉ có điều thái mẫu rất thân nhà nông, căn bản không có tư cách đọc sách. Thái mẫn đức u oán liếc nhìn Lý Kỳ một cái, lập tức lại cười ha ha. Ha, ha. Tuy nhiên ý tưởng của công tử và thái mẫu đúng là không mưu mà hợp. Thuốc men đều là những thứ không thể thiếu trong sinh hoạt của mọi người. Chỉ cần để ý một chút, nhất định sẽ không bị lỗ vốn. Đúng vậy, đúng vậy. Không biết bên ngoài có thu hoạch được gì không? Thái Văn Đức cười cười. Thu hoạch thì thật ra là cũng có nhưng không biết có được hay không, chỉ là kinh doanh thuốc men kiếm tiền khó. Dù sao trên đời không phải chỉ có mình người bán thuốc, cho nên phải có phương thuốc tốt. Vừa nãy ta có nói chuyện với làng Trung và mấy người bán thuốc, bọn họ đều nói rất hay. Nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng người, thái mỗ sao có thể tin tưởng bọn họ. Điều này khiến thái mỗ vô cùng khó xử. Lý kể cởi nói, cười nói, Vậy điểm này, viên ngoại cứ yên tâm. Người cũng biết đây là chuyện liên quan đến mạng người nếu như ta không nắm chắc không dám để bọn họ đến nơi này tất cả kinh doanh về dược liệu ta đều phái người đi điều tra kỹ càng đều không có vấn đề gì thái mẫn đức nhấn mải nói các người đã điều tra rồi lão hồ ly này thật là cẩn thận quá mà trời sinh đã có tài làm thương nhân lý kể cười khổ nói viên ngoại quá lo lắng rồi đây là phương thuốc bí mật của đối phương chúng ta sao có thể đi yêu cầu cho dù chúng ta muốn thì bọn họ cũng không đồng ý cho chúng ta đi là phái người đi điều tra những bệnh nhân dùng thuốc của bọn họ còn điều tra dược liệu có trong phương thuốc. Những cân lượng của mỗi vị thuốc chúng ta đều chưa có hỏi qua. Nhưng có một câu ta muốn nói trước. Cái này phải chú ý bốc đúng thuốc, đúng bệnh. Viên ngoại nếu như làm kinh doanh, phải cẩn thận đấy. Thái Mẫn Đức gật đầu nói, điều này ta biết. Ta biết rằng cái này cũng không giống như đấu ăn. Lý Kỳ cười cười, bỗng nhiên nghe được giọng nói của Hồng Thiên Kiều. Ai ồ, oh, đã bắt đầu rồi, ca ca, đều trách huynh, rõ là lâu, không chừng chúng ta đã bỏ qua mấy trò hay rồi lý kỳ đưa mắt nhìn lại chỉ thấy đám người tứ tiểu công tử bước vào từ cổng hồng thiên kiều cực kỳ bất mãn hết lớn về phía cao nhà nội đang cầm một đóa hoa hồng kiểu diễm cao nhà nội tranh giành nói ai tiểu kiều cái này sao có thể trách ta chuyện này nói nhanh là nhanh được sao sai thông nhíu mày nói tiểu tử ngươi ban ngày tuyên dâm còn mặt mũi mà nói lần sau đừng mong bọn ta chở ngươi đúng vậy đúng vậy cao nhà nội khó chịu nói cái gì mà ban ngày tuyên dâm ngươi quá hạ lưu rồi ta đây chính là nối tiếp hương khói cho cao gia đây gọi là đại sự ngươi có hiểu không Ta hạ lưu. Sai thông tức giận đến nỗi mặt mũi tái mét, cũng không có suy nghĩ nhiều quát, xính xôi nảy nở, thằng nhãi người đã có ba con trai hai con gái rồi, còn nhiều hơn cả bọn ta, còn phải vội vã như vậy sao? Tiểu cầu chín đời đơn truyền cũng không gấp gáp như người. Cam nhà nội hích miệng, theo bản năng vút bông hoa trên tóc, đắc ý nói, đó là ta có bản lĩnh, các người đều hâm mộ thôi, ngươi... Phan Tiếu Bạch vội nói, à, được rồi, được rồi, mấy các người đừng cãi nhau nữa, nhiều người đang nhìn cái kìa, trong lòng thì lại thầm nghĩ kiếp trước ta tạo nghiệp chứng gì mà lại phải đi làm bằng hữu với cái đám người này cái bọn dở hơi này lý kỳ vỗ trán nói với thái mất đức một tiếng à, thật lễ rồi sau đó đi về phía bốn tiểu công tử cao nhà nội vừa thấy lý kỳ đến thì bước lên phía trước nói lý kỳ người đến thật đúng lúc mau phân xử cho ta nơi này nhiều người như vậy còn bình cái nỗi gì người mặt dày nhưng ta thì không lý kỳ nhắc tới nói đừng 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 ta biết cam nhà nội người thiên phú dị bẩm ta hâm mộ đố kỵ còn không được cao nhà nội đắc ý nói với đám người giải thông nhìn thấy chưa nhìn thấy chưa lý kỳ người ta thẳng thắn như vậy có gì nói nấy đúng là tiểu nhân ờ tiểu nhân lý kỳ kinh ngạc nhìn cao nhà nội cao nhà nội cười ha 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 hai chúng ta đều là những người thẳng thắn có gì nói nấy người cũng đừng có khách khí quân tử thật sự thì sẽ không ghen tị ngụy quân tử lại không thể nói ra duy chỉ có tiểu nhân thật sự mới có thể nói trắng ra như vậy được phan thế bạch cười ha 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 nhà nội lần này ngươi bàn luận sâu sắc như vậy bọn ta bái phục đám người giải thông cũng đều bật cười ha ha mà ngay những người bên cạnh cũng cúi đầu trộm cười lý kỳ thật muốn tát một cái tất cả cái đám người này cắn răng cười nói nhà nội xem ra gần đây học vấn của người đã tiến bộ rồi đấy lời nói ra thì đều có lý cả hà đúng vậy đúng vậy các nhà nội gật đầu cái thứ cảm giác đắc ý đó không thể diễn tả được bằng lời xin người ta đang khen người hay sao lý kỳ thật hết trâu nói hồng thiên kiều bỗng nhiên ghé sát mặt vào lý kỳ và vẻ mặt lo lắng nói lý đại ca trên đại hội lập nghiệp của ngươi có thứ gì hay? Chúng ta có phải là đã bỏ qua rất nhiều trò thú vị không? Bốn tiểu công tử này tính cách khác biệt, ai cũng có nét riêng. Lão tử ít không địch được nhiều. Lý Kỳ gãi đầu thật mạnh tức giận nói, xin lỗi, gu của ta và các ngươi không hoàn toàn giống nhau. Các ngươi đừng có hỏi ta, tự mình đi xem đi. Vừa dứt lời chỉ nghe vào một tiếng, Hồng Thiên Kiều liền biến mất trong đám người đông đúc. Lý Kỳ liền thở gấp nói, ai, xin lỗi, ta có việc phải làm, thật lễ. Hắn tức giận hừ một tiếng xoay người bỏ đi, Phan Thiếu Bạch khi nhìn thấy bộ dạng này của Lý Kỳ thì đi lên phía trước, vỗ vai cầm nhà nội cười nói. Nhà nội, chỉ e trên đời này cũng chỉ có thể có người có thể khiến cho kim đao chủ vương danh tiếng lẫy lừng có cái bộ dạng này thôi. Cả nhà nội nháy đôi mắt to mơ hồ nói. Người nhìn thấy ta chọc hắn lúc này, ta rõ ràng là đang khen hắn mà. <laughs> Giọng điệu của y đang vô cùng thành khẩn, ừa. Vừa hay sẽ thông đi lướt qua chỗ người y, lúc này tức giận nói. Vậy thì người về sau chớ có khen ta cao nhà nội khẽ nhếch mép người là ngụy quân tử Xài thông vấp chân suýt ngã xuống đất trong lòng hô khóc Ai, kết bạn không cẩn thận à ục 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 lý kỳ hung hăng tưới một miệng nước trà vào trong bụng nhưng vẫn như cũ không thể tắt lửa giận ở trong lòng miệng mắng nhỏ cao nhà nội cao nhà nội cái thằng ngu ruột này thật sự là làm ta tức chết lão tử sớm hay muộn cũng phải cho người hiểu cái bông hoa trên tóc mài người tại sao lại đỏ như vậy Vừa dứt lời chợt nghe bên cạnh có một người ha hả nói <laughs> Không thể tưởng tượng được Khả Nhi không ngờ có thể khiến kinh tế sử từ trước đến nay luôn giỏi ăn nói Có thể nổi dần thành cái bộ dáng này Khó được, thực sự là khó được à Lý Kỳ quay đầu nhìn lại Thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc kiểu nho sinh Đầu tiên là sừng sốt Lập tức sắc mặt lại căng thẳng kinh ngạc nói Hoàng, à, đại quan nhân Người, người đến đây từ lúc nào Người này đúng là Tống Huy Tông người hầu đi theo bên cạnh ông ta chính là lương sư thành hai người ở giữa đám người chật trội này không nhìn kỹ thật đúng là coi không ra đặc biệt là lương sư thành kia hai chữ ẩn cùng là hoàn toàn xứng đáng à không đi làm diễn viên thật sự là lãng phí tống huy tông cười nói đến đây một lát rồi chẳng qua ta tính toán trước khi ở trong này nhìn xung quanh đợi lát nữa mới đi tìm ngươi không nghĩ tới còn có thể nhìn đến trò hay như vậy xảy ra tuy nhiên mấy tiểu tử ngươi cũng thực sự là rất kỳ cục rồi mỗi người đều là xuất thân từ danh môn vọng tộc tuy nhiên lại không che đậy miệng thật thực sự là không ra cái thể thống gì dạ 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 đại quan nhân nói đúng cực kỳ ta cảm thấy như vậy đại quan nhân hẳn là đi nói với thái úy lý kỳ gật đầu thật mạnh nói tống huy tông mắt lé nhìn lý kỳ liếc một cái cởi nói xem ra khang nhi thật đúng là không có nói sai người nhỉ thực sự là có thủ tất báo lý kỳ buồn bực nói ta đấy cũng vì nhà nội mà suy nghĩ mà Tống Huy Tông ha hả cười không nói thêm mấy lời nhảm chán nữa, chỉ chỉ những người trong viện nói. Tuy nhiên đại hội gây dựng sự nghiệp này ngươi xử lý đích thật là không tệ đâu. Chúng ta mới đi dạo một hồi, liền nhìn thấy rất nhiều thứ tốt. Dần dần đại tống ta, thực sự là tàng long ngọa hổ mà. Trong giọng nói thì tràn đầy tự hào. Một khi đã như vậy thì ngươi hãy kiềm chế một chút, chứ loại người như ngươi làm phá sản như chơi, bất kể là hổ hay long đều đã bị ngươi lùa chết đi. Được nhiên, lời này không thể nói ra được, Lý Kỳ liền cờ nói đại quan nhân nói rất đúng tuy nhiên tuy nhiên đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn thôi người nói không sai đây chỉ là một góc của băng sơn mà thôi tống huy tông thoáng gật đầu lại nói Cười đã biết đây chỉ là một góc của băng sơn vậy người nên đi đem những thứ tốt từ dân gian này mà đào móc ra đừng để những thứ tốt này mai một đi lý kỳ vuốt cảm nói vâng lý kỳ tuân mệnh tống huy tông cười lại nói đặc biệt như cái loại đại hội gây dựng sự nghiệp này phải tổ chức làm nhiều lần, thậm chí tổ chức tại các nơi trên cả nước. Ít nhất chúng ta mới nhìn thấy trục vụ kinh doanh ở trong này sinh ra. Trong nháy mắt còn có 10 gia đình có cơ hội có cuộc sống giàu có. Lòng ta thực là vui mừng nha. Lý Kỳ nghiêm mặt nói, đại quan nhân, đây có thể không chỉ là chuyện của 10 gia đình. Nếu là đều thành công, ít nhất có thể giải quyết vấn đề kế sinh nhai hơn trăm người, thậm chí là vài trăm người. Hơn nữa cũng có thể làm ngân khố quốc gia tràn đầy. Tống Huy Tông ô lên một tiếng nói, Ờ, dựa vào đâu mà nói như vậy? Lý Kỳ đáp. Chúng ta liền giả thiết 10 vụ kinh doanh đại quan nhân mới vừa mới nói kia đã thành công, bắt đầu vào quá trình hoạt động. Như vậy bọn họ dù sao cũng phải tuyển người đến hỗ trợ đi. Nếu là một người bận lên bận xuống, vậy cần gì tới nơi này? Đây không thể nghi ngờ là đã cung cấp cơ hội vào nghề. Những người không có việc làm, vô lực nuôi gia đình, liền có thể có được một phần công việc kiếm tiền nuôi gia đình. Chia đều tầm 10 người, thực không còn là nhiều nữa. Hơn nữa tương lai mở rộng hơn, còn có thể chiêu mộ càng nhiều nhân nuôi sống càng nhiều người nữa còn có tuy rằng hiện giờ triều đình ban bố tuất thương pháp giảm bớt một số bộ phận thương thuế nhưng lại cũng cổ vũ bước phát triển mới của thương nhân một bộ phận thương thuế này nguyên bản là không có nhưng tính ra gần như không kém hơn nữa lâu dài mà nhìn thu được còn có nhiều hơn so với mất tống huy tông nghe vậy thì chỉ biết gật đầu đúng lúc này phía trên bên phải chợt nghe được vài tiếng vù vù tiếp theo lại nghe được từ khoảng không truyền đến vài tiếng phanh 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 Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Kỳ bị hù đến run hết cả người. Phải biết rằng hiện giờ hoàng thượng còn đang ở trong này, còn mẹ nó, nếu xảy ra vấn đề gì thật đúng là chăm chết không đền được tội nha. Ngằng đầu nhìn lên chỉ thấy trên không trung mơ hồ có ánh sáng, lập lệ bật thốt lên, pháo hoa. Những người còn lại cũng đều bị kinh hãi, đều trợn mắt há mồm nhìn lên bầu trời, lại nghe thấy vút 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 vài tiếng. Phanh, 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 mấy người còn chưa kịp tỉnh lại đột nhiên nghe thấy có tiếng người reo lên, bắt lửa rồi. Lý Kỳ quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía bên trên pháo khói trắng bốc lên, khói đặc nhanh chóng tràn ngập ra khắp nơi. Mà phải phía trên thì đã có ánh lửa bốc lên. Cháy rồi, sao cháy rồi? Mọi người bắt đầu vội vàng chạy trốn, nháy mắt cả khu vực liền trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Mà việc đốt pháo đột nhiên xảy ra cũng làm cho Lý Kỳ cảm thấy có chút không biết làm sao. Lương Sư Thành vội chắn ở trước mặt Tống Huy Tông gào lên, mau bảo hộ đại quan nhân, Bốn gã hộ vệ thời khắc khắc luôn luôn âm thầm bảo hộ Tống Huy Tông cũng khẩn trương chạy tới đứng ở bốn phía Tống Huy Tông. Lý Kỳ lúc này mới đột nhiên nhớ tới Tống Huy Tông còn ở nơi này, khẩn trương nói: "Lương đại nhân, người mau chạy trở đại Quân nhân đi, ra ngoài trước." Tống Huy Tông tức giận nói: "Cuối cùng là chuyện gì đây? Hiện tại cũng không phải là thời điểm hỏi cái này à?" Lý Kỳ buồn bực nói: "Ta tạm, tạm thời cũng không rõ ràng lắm." Mã Kiều cũng vội chạy tới nơi nói: "Bộ soái, người không sao chứ?" Lý Kỳ cũng bất chấp chính mình như thế nào vội hỏi: "Mã Kiều, người mà bảo hộ hoàng thượng đi ra ngoài. Trong lòng thì lại thầm nói, không phải là có người nghĩ đến ám sát hoàng thượng đi. Giống như trong tivi vậy, sát thủ xuất hiện, điều trước tiên là thả cái phá hoa gì đấy. Cả nghĩ thì càng sợ hãi. Bởi vì sự hiền hữu của Tống Huy Tông, không khí lập tức trở nên vô cùng cẩn trương. Lương Thư Thành sớm đã chảy mồ hôi lạnh dòng ròng, mặt cũng bị dọa cho tím tái rồi. Trong nháy mắt, khói trắng nồng đậm đã bao trùm toàn bộ tiền viện, mà thế lửa cũng càng lúc càng lớn, nhưng so sánh với thế lửa thì mã kiều và vài tên hộ vệ càng sợ hơn chính là nguy hiểm tiềm ẩn giữa màn khói trắng mấy người cũng không quá mù quáng xông ra bên ngoài mà là vững vàng che chở tống huy tông chậm rãi di chuyển ra hướng bên ngoài <laughs> lý kỳ cũng mặc kệ tống huy tông rồi bởi vì thời điểm này hắn cũng không giúp đỡ được cái gì vừa mới muốn mở miệng gọi người tới cứu sống thì đã bị sặc khói đặc đến chết khiếp đại nhân đại nhân lý kỳ ẩn ẩn nghe thấy thanh ngâm của tần cối bởi vì khói đặc càng ngày càng nhiều nên cơ bản đều nhìn không thấy người cẩn trương hô lên à, tạ trong này <laughs> thời gian qua một lát tần cối liền chạy tới trước mặt lý kỳ nói đại nhân người không sao chứ lý kỳ lắc đầu nói ta không sao mau gọi người cứu hỏa đại nhân xin yên tâm hạ con đã phái người đi lửa này không lớn không bao lâu là có thể dập tắt được lý kỳ nghe xong trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra bỗng nhiên sắc mặt lại căng thẳng nhỏ giọng vậy hoàng thượng đâu tần cối cả kinh nói hoàng thượng cũng tới chết tiệt lý kỳ thầm móng một câu nói chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau đợi cho bọn họ đi đến ra bên ngoài nhìn thấy tống huy tông bình yên vô sự lúc này mới hít thở vào nhẹ nhõm một hơi một lúc lâu sau ở trong đại đường thường vũ cục tống huy tông đám người lý kỳ đều ngồi ở bên trong không khí vô cùng nghiêm túc đặc biệt là tống huy tông mặt âm trầm tâm tình tốt đẹp hôm nay toàn bộ đã bị trận biến cố đột nhiên này làm cho hỏng rồi hóa ra đây chỉ là một việc ngoài ý muốn khói trắng kia là có người phía trước viện đốt pháo hoa tạo thành hiện giờ pháo hoa đều là hắc hỏa dược được chế thành chưa thành thục khói đặc biệt nhiều hơn nữa ở giữa phần đông dùng thương phẩm có rất nhiều vật phẩm dễ cháy hỏa hoa bắn tung tóe lên thì suýt nữa gây thành hỏa hoạn cũng may thế lửa không lớn lập tức đã bị dập tắt nhưng dù vậy vẫn đã khiến cho mọi người bị dọa một thân mồ hôi lạnh đặc biệt là đám người lý kỳ tần cối đều nhanh mệt lả đi đại nhân phạm nhân đã được đưa tới chỉ thấy hàng gã thị vệ mang theo một nam tử chừng 30 tuổi đi đến tên nam tử kia vừa tiến đến đã khóc hô đại nhân đại nhân việc này không liên quan đến tiểu nhân mà tiểu nhân bị oan uổng tần cối vẫn nộ quát ngươi còn dám nói xạo bàn quan đã điều tra rõ pháo hoa kia chính là ngươi mang vào còn không bao bao nói thật ra người nọ toát mồ hôi nói vâng pháo hoa này là tiểu nhân mang vào nhưng không phải là tiểu nhân đốt à, là hai vị công tử chăm đấy lý kỳ nhớn mày bỗng nhiên nói trong đó có vẻ công tử có phải cắm một đóa hoa hồng trên tóc ba hay không người nọ dừng sốt nói ờ đại nhân làm sao mà biết Ngoại trừ hai thằng nhãi kia Còn ai vào đây mà làm ra cái loại sự tình này chứ Lý Kỳ xoa xoa cái chán Ở bên tai Mã Kiều phân phó vài câu Mã Kiều gật đầu liền đi ra ngoài Lý Kỳ liếc mắt nhìn người đó một cái Cảm giác giống như có một người nào đó Bèn hỏi Người ấy tên là gì? Tiểu nhân tên là Ô Hữu Hoa Người ấy có phải là có một ca ca tên là Ô Hữu Tài hay không? Ô Hữu Hoa cả kinh nói Đại nhân quen biết ca ca ta Lý Kỳ gật đầu nói Ta là giám sợ quân khi giám Phá hoa này đều là chính người làm hay sao? Ô Hữu Hòa trong lòng dùng bình gật đầu nói, đúng vậy. Vậy người rất quen thuộc đối với hỏa dược phải không? Tiểu dân đều là cùng ca ca tiểu dân học đấy. Hơn nữa tiểu dân cũng rất thích hỏa dược, vì thế thường xuyên làm chút pháo, pháo hoa, các thứ vân vân đi bán lấy tiền. Lý Kỳ gật gật đầu, vẻ mặt một bộ như thoáng suy nghĩ. Lúc này bác Kiều cũng mang theo Cam nhà nội và Hồng Thiên Kiều đến. Hai thằng nhãi ngu xuẩn kia vừa tiến đến thì lần cúi đầu, một bộ dáng thành thành thật thật. Hiển nhiên bọn họ đều biết rằng Tống Huy Tông ở trong này rồi, bằng không bọn họ làm sao mà dễ dàng đi vào khuôn khổ cùng với mã kiều đi tới nơi này mã kiều đem người tới thi lễ với tống huy tông một cái sau đó đi tới bên người lý kỳ nhỏ giọng nói bộ soái người thật là lợi hại hai người bọn họ quả nhiên còn chưa có rời khỏi Còn đang ở bên ngoài xem náo nhiệt lý kỳ cười nói đó là do bọn họ không biết hoàng thương ở trong này bằng không đã sớm chạy rồi tiểu chất gặp qua chợ thúc thúc hai người nhu thuận hướng tống huy tông vái chào tống huy tông thật sự nhịn không được vỗ bàn một cái cả giận nói khang nhi hai người các ngươi thật sự là càng ngày càng coi trời bằng vung rồi Cao nhà nội vội hỏi Chưa thúc thúc đó hiểu lầm Việc này bọn chúng cháu vô can nhỉ Ô hữu hòa vội chỉ vào cao nhà nội nói Nhị vị công tử Mới vừa rồi rõ ràng chính là các người châm phá hòa Của tiểu dân phang tới đây Tại sao lại cùng các người vô can Hồng Thiên Kiểu nói Ô lão ca Coi lần này của ngươi nói đi Mới vừa rồi rõ ràng là chính người bảo chúng ta đốt đấy Tiểu dân khi nào bảo các ngươi đốt Cao nhà nội hờ nói có phải ngay từ đầu ta đã hỏi ngươi trong bình sắt này của ngươi là đồ vật gì hay không Ô hữu hòa gật gật đầu Hồng Thiên Kiều lại nói, người nói là pháo hoa có phải thế không? Ô Hữu Hòa lại gật gật đầu, Hồng Thiên Kiều nói, ta lại hỏi pháo hoa này của ngươi có gì đặc biệt, ngươi nói là bắn cao, hơn nữa còn vô cùng đẹp mắt, so với pháo hoa bình thường còn đẹp hơn, có thể chiếu sáng nửa bầu trời, ta nói có sai không? Đúng vậy, cả nhà nội lại nói, tiếp theo ta đã nói là ta không tin, đây chỉ là ngươi tin miệng nói bậy. Pháo hoa gì lại có thể chiếu sáng cả bầu trời, có phải thế không? Ờ à, đúng như vậy, đúng như vậy. Hồng Thiên Kiều lại nói, kế tiếp ngươi lại nói như thế nào? Ô Hữu Hoa chi tiết nói, tiểu dân nói công tử nếu không tin đại gái có thể thử một lần liền biết lời này vừa nói ra khỏi miệng chính y cũng ngây người này hai tiểu tử nhất định là đã có chuẩn bị rồi một mình lão tử đối phó với hai người bọn họ cũng đủ đau đầu rồi huống chi ô hữu hòa này rất trung thực lý kỳ nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu cả nhà nội và hồng thiên kiều nhìn nhau đồng thời nhớn mày về mặt rất là đắc ý cả nhà nội nhu thuận hướng tới tống huy tông nói chợ thúc thúc người cũng nghe rồi đó là y bảo chúng ta đốt đấy hai người chúng ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện chỉ nghe y thôi À, chưa từng nghĩ đến pha hoa kia lại nhiều khó như vậy, suýt nữa thì đều bị sao gói mà chết, cũng may mà hai chúng ta thông minh trốn thoát. Tuy nhiên thằng nhã này thật sự là dụng tâm hiểu ác, tiểu kiểu, người nói như vậy có phải không? Hồng Thiết Kiều gật gật đầu, Ô Hữu Hòa thì ngẩn mặt ra, quỳ trên mặt đất khóc hô. Mấy vị đại nhân, tiểu dân chỉ là có thuận miệng vừa nói, không biết bọn họ thật sự sẽ đốt đấy, tiểu dân là vô tội mà. Tống Nguyên Tông đầu tiên là khoát tay, khiến Ô Hữu Hòa im miệng, trầm giọng nói, "Khang Nhi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng Triệu Thúc Thúc vô trí Cảm nhận nội sợ tới mức cả người run lên vội hỏi Ê, cháu không dám Ê, hey, Ngươi đừng đừng là con trai của Thái Úy Sao có thể nghe theo lời nói của một dân chúng Ta nhìn hai người chính là tò mò về pháo hoa kia Muốn tự nhìn một chút Hai tiểu tử các người cũng không nhìn một cái Đây là địa phương nào Xung quanh có những người nào Người nào bày đặt ra Đây là địa phương phong pháo hoa sao Hai tên ngụ xuẩn kia thấy Tống Nguyên Tống nổi bão Thì cần trương cúi đầu nói Tiểu chất biết sai rồi Tống Huy Tông thở dài thật mạnh cũng không có biện pháp với hai kẻ giờ hơi này, vẫn nộ mà nói, các người đều đã quá tuổi nhược quán, sao còn không hiểu chuyện như vậy? Việc này ta sẽ nói với phụ thân của các người, bảo y quản giáo các người cẩn thận. "Ê." Ai... Tống Huy Tông chừng mắt nói, người còn có ý kiến? À, không, không, không có. Các nhân nội độ mồ hôi, làm cho đóa hồng trên tóc mai càng lộ vẻ kiêu diễm, hai chân bắt đầu run lên. Giờ nếu để cho cậu ca biết ý thiếu chút nữa thì đứng chín Tống Huy Tông, vậy thì xong rồi. Hồng Thiên Kiều cũng không khá hơn chút nào, Y cũng ý thức được tầm nghiêm trọng của chuyện này, cả người đều run lên. Cậu ca dù sao còn không phải phái bạo lực, nhưng không bắt kim thì như người điên mà. Đánh người đơn giản thôi cũng đã sắp mất mạng nhỏ mà. Thực sự là hiện thế báo à? Lý Kỳ nhìn đến bộ dạng của hai người phát run thì không khỏi cúi đầu cười trộn sướng. Quá sùng sướng, Tống Uy Tông khoát tay nói: Các người trước cút về suy nghĩ cho kỹ đi. Vâng, Tiểu Chất cáo lui. Hai người khẩn trương đi ra ngoài, mơ hồ còn có thể nghe thấy thành ngầm bọn họ oán giận lẫn nhau đều tại ngươi bảo quyết trốn ngươi không trốn còn muốn nói xem náo nhiệt của lý đại ca hiện tại thì tốt rồi náo nhiệt của đại ca còn chưa được xem ngược lại còn bị hắn nhìn thấy náo nhiệt của chúng ta người bây giờ còn nói những điều này làm cái gì ta đều sắp buồn chết rồi việc này nếu cho cho ta đã biết thế nào cũng phải lột ra ta ra Ai, thảm hại hơn nói không chừng hai chân cũng bị chặt đứt à Ngươi chín đời đơn truyền thật công lão nhân ra cũng sẽ bảo vệ ngươi đáng tiếc ta thì không phải chín đời đơn truyền cùng cái chân thì có quan hệ gì chứ Mệnh căn vẫn còn là được ôi tống huy tông và lý kỳ nghe được thanh ngâm của bọn họ nói thầm thì thực sự là nhịn không được đợi bọn họ vừa đi ra ngoài liền bật cười ha hả cười một hồi xong tống huy tông đưa mắt ra hiệu cho lý kỳ lý kỳ trong lòng thầm hiểu hướng tới ồ hữu hòa nói tốt lắm ồ hữu hòa việc này hiện đã điều tra rõ chuyện này không liên quan đến ngươi ngươi cũng là người bị hại hiện tại ngươi có thể trở về à đại hội gây dựng sự nghiệp còn có thể cử hành hai ngày ngươi vẫn có thể đi nói tới đây hắn lại nói à thôi đi thôi đi Ngươi cũng đừng đi, ta sẽ giúp ngươi an bài, liền xem như là bồi thường cho ngươi đi. Đây chính là tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường nha. Ô Hữu Hoa không khỏi vui mừng quá đỗi, bái tạ một cái. Đợi sau khi Ô Hữu Hoa đi ra ngoài, Tống Huy Tông cũng đứng lên nói, tốt lắm, ta cũng phải trở về rồi. Ta tiến đại quan nhân. Mấy người vừa đi đến cửa, dường như Tống Huy Tông đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi, ở à, đúng rồi, Lý Kỳ, xạ điêu anh hùng chuyện kia của ngươi, tại sao lại không viết tiếp qua chứ? Ai, mẹ kiếp, lại là vấn đề này ta cũng muốn viết nhưng vấn đề là viết không có được à Lý Kỳ gãi đầu buồn bực nói, à, ta cũng muốn viết nhưng mà ôi không dám giấu giếm đại quan nhân kỳ thật cho tới nay đều là ta nói phong đương tử viết lại đại quan nhân cũng biết thư pháp của ta rồi đó. ôi nửa ngày khó viết giao ra một chữ Nhưng hiện giờ từ phong đương tử đến sư sư cô đường thì đã đi đâu mất rồi ta đây cũng là không có cách nào chỉ có thể kéo dài thôi. Tống Huy Tông gật đầu cười nói, à thì ra là thế có trách người lần trước hỏi ta chuyện cổ phong đương tử còn không phải vì thế sao tống huy tông ho nhẹ một tiếng nói cũng được ta sẽ nói cho người biết kỳ thật phong nương tử vẫn không ở chỗ của sư xư sư bầu trời xanh ngắt thái dương giống như quả cầu lửa treo cao đám mây chịu không nổi nhiệt lượng khốc liệt lén lút trốn không còn thấy bóng dáng tầm hơi trên đề cây cối cảnh lá rậm rạp cố gắng che khuất ánh mặt trời trói lọi còn mẹ nhà nó chứ nóng chết ta mất mã kiều đến tột cùng có còn xa lắm không Lý Kỳ ngồi trên lưng ngựa lau mồ hôi, hướng tới Mã Kiều bên cạnh hỏi, trong lòng hoài niệm vô hạn cái BMW có điều hòa mát lạnh ghê người kia. Mã Kiều là thằng nhóc lớn lên ở núi rừng, đối mặt với khí trời nóng nực này thì có vẻ vô cùng bình tĩnh nói, "Bộ soái, ngươi đừng có gấp, ở ngay phía trước rồi, ta còn mẹ nó đều sắp bị đứng chín rồi, ta còn có thể không vội sao?" Lý Kỳ tức giận hờ một tiếng rồi miệng lại mắng nhỏ, "Phòng nghỉ đồ này cũng thật là, học cái gì thế, ngoại cao nhân lại không đợi ở trong thành chạy đến cái chỗ rừng núi hoang vắng này mẹ nó nếu gặp được dâm tặc thì làm sao bây giờ thật sự là ngu xuẩn hết mức hai người dọc theo đài lộ đi ước chừng thời gian một nén nhang lại vòng đường nhỏ một lúc khoảng ăn xong một bữa cơm đi tới trước một u cốc nhưng thấy trước mắt xanh ngắt nhánh cây nhẹ nhàng lay động một trận gió nhẹ thổi đến lý kỳ rốt cục cảm thấy một tia cảm giác mát lạnh mã Má kiều dừng ngựa lại nói bộ xoáy Người nói thủy trúc viên kia ở trong u cốc này, hơn nữa u cốc này bốn phía núi vây quanh, chỉ có một con đường này có thể đi vào. Nơi này thật đúng là không tệ, nếu có thể ở nơi này xây dựng cái căn cứ quân sự thì tốt rồi. Lý Kỳ ngắm nghĩa bốn phía, không khỏi gật gật đầu, dừng lại trong chốc lát mới nói, đi thôi. Hai người trải qua một khe núi hẹp dài, phát hiện bên trong đúng là có động thiên cát. Lý Kỳ và Mã Kiều trợn mắt há hốc mồm nhìn cái cảnh tượng trước mắt, cả người đều suy ngốc. Cách đó không xa là một dòng suối nhỏ rộng bảy tám trượng, nhìn dọc theo nước suối lẳng lặng lưu động là một cái hồ nhỏ giống như phỉ thúy trên mặt hồ dựng lên một gian nhà thủy tạ bằng gỗ đẹp đây quả thực là tiên cảnh nhân gian à nhưng lý kỳ nghĩ đến chủ nhân của thủy trúc viên này liền cũng bình tĩnh trở lại hắn hôm qua đã hỏi thăm chỗ tống huy tông rõ ràng phòng nghỉ hồ kỳ thật cũng không có ở trong nhà lý sư sư mà đang ở trong thủy trúc viên của lý sư sư ở thành đông giao lý sư sư chính là nữ nhân của hoàng thượng nhà thủy tạ lầu các này đối với nàng mà nói lại tính là cái gì chứ lý kỳ không khỏi có cái loại kích động trời tộc à, còn mẹ nó thật đúng là một thánh địa để yêu đương vụng trộm mà có tiền có thế thật là sung sướng các người lại, lại dám xông vào tùy trúc viên làm lúc hai người vừa tới chiếc cầu nhỏ bằng gỗ cong lại là nơi duy nhất có thể đi vào bên trong thì bị hai hộ vệ bên cạnh cầu ngăn lại lý kỳ nhớn mày ngẩng đầu lên tức giận không vui nói các người mở mắt chó nhìn cho rõ ràng nhé đừng con mẹ nó không có việc gì thì cũng giống lên hai người liếc nhìn lý kỳ ôm quyền nói tiểu nhân ra mắt bộ xoáy hai người họ chính là hậu vệ bên cạnh của phong Gino. trước kia tất nhiên cũng đã đến gặp lý kỳ chỉ có điều mới vừa rồi lý kỳ vẫn cúi đầu vì vậy vẫn không nhận ra lý kỳ trực tiếp hỏi phong đương tử ở bên trong này hay sao hai người liếc mắt nhìn nhau cũng không lên tiếng lý kỳ lười nói nhảm với bọn họ nhấc chân hướng tới bên trong mà đi hai người ghê khẩn trương ngăn lý kỳ lại người bên trái nói giật xin lỗi bộ soái người không thể đi vào hay hai người các người thật sự là tao gan dám ngăn đón bộ soái đúng rồi sự, sự cô đường có ở bên trong không hai người theo bản năng lắc đầu lý kỳ nhẹ nhàng thở ra hướng tới mã kiều vung tay lên nói mã kiều người giúp bọn họ tìm khuyết điểm đi khiến bọn họ biết cái gì mới có thể tính là một bảo tiêu thành công mã kiều kinh ngạc nói ờ tìm thế nào ngu ngốc đương nhiên là dùng nắm tay mà tìm á mã kiều lúc này đã hiểu rõ một lời không nói đột nhiên một cước bay ra hai gã hộ vệ kia không nghĩ đến mã kiều ngay cả trao hỏi cũng không liền đánh luôn nhất thời chưa kịp phản ứng người bên trái bản năng đưa cánh tay lên đỡ bịch một tiếng cánh tay cảm nhận thấy một trận tê dại Mã Kiều đắc thế không buông tha người, bàn tay trái bổ ra, quyền trái từ thấp tới cao đánh về phía người bên phải. Bụp bụp hai tiếng, hai người kia khó khăn lắm mới ngăn trở được. Thật là rượu mời không muốn uống lại thích uống rượu phạt, Lý kể lắc đầu mà chân lại nhấc đi về hướng bên trong. Một người thấy vậy liền kêu lên, "Bộ xoái người không thể đi vào." Định tiến lên ngăn trở Lý Kỳ, nhưng Mã Kiều sao có thể để cho y có cơ hội này, đôi vải quét ngang đã chặn y ở lại. Mã Kiều người chậm rãi cùng bọn họ chơi đi ta đi trước ồ oh, nhớ kỹ chớ tổn thương bọn họ lý kỳ bước nhanh vào bên trong sợ bị ngộ thương miệng còn rất nhân đạo giao lên từ lần trước bị sát thủ phục kích mã kiều đang phải nhẫn nhịn một bụng bực mình hôm nay vừa lúc khiến y được hoạt động gân cốt cảm giác thương phấn khó có thể nói lên lời mà hai gã hộ vệ kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lý kỳ đi vào lý kỳ vừa vào đến bên trong nhà thủy tạ liền lớn tiếng kêu lên phong Nguyên ô phong nghiên ô ta biết cô ở trong đó nhanh đi ra đừng làm cho phó viện trưởng đợi lâu ai à. chợt nghe thấy mặt sau truyền đến một tiếng sợ hãi lý kỳ vừa nghe liền biết là tiếng kêu của phong nghi nô vội vàng bước nhanh vào bên trong vừa đi được một nửa đã thấy nha hoàn bên cạnh phong nghi nô là nhô tích vội vã đi tới ngăn cản đường đi của lý kỳ vội la lên đại nhân ngài không thể qua đó hả không phải là lén hẹn hò chứ thật là không có ai theo đuổi rồi muốn lén cũng có thể lén với người cao to đẹp trai nhà giàu như ta đây chứ Lý Kỳ chẳng những không có dừng lại, ngược lại lại nện bước nhanh hơn, trực tiếp lách qua nhu tích. Ngoài miệng còn nói, Tại vì sao không thể đi qua đó chứ? Chứ không phải là bên trong cất giấu một người nam nhân à? Nhu tích không nghĩ đến Lý Kỳ lại không có tố chất như vậy, thoáng sừng sốt, đuổi bám chặt theo. Nhưng mà nàng sao có thể đuổi kịp Lý Kỳ? Chỉ khoảng nửa khác, Lý Kỳ đã đi tới phía sau nhà thủy tạ, chỉ thấy quái thạch lởm chởm đứng thẳng, cao thấp không đều, trong khe đá trăm hoa đua nở, chim hót líu lo, dưới vách đá là một đầm nước sâu không thấy đáy. Những thứ này đều không quan trọng so với mỹ nhân trong nước kia, phong cảnh dù đẹp cũng như không, chỉ thấy một vị tuyệt sắc mỹ nữ tố nhàn tuyết cảnh tắm rửa trong đó, mái tóc thật dài một nửa rơi vào trong nước, một nửa nổi trên mặt nước, da thịt nõn nà, vai mềm nhẵn như tờ lụa, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ ngực sữa đầy đặn trong làn nước, khe rãnh thật sâu, hai vũng nhô lên, khẽ lay động như mộng như ảo, mê người đến cực điểm. A à, ha ha, trúng quả rồi. Lý Kỳ hai mắt trừng như trung đồng, miệng há cũng đủ nhét một quả trứng ngỗng, không cho phép nhìn không cho phép nhìn vai của phong nghi nô chìm xuống vừa thẹn vừa giận kêu lên nước suối lấp lánh khuôn mặt xinh đẹp một mảnh kia đỏ bừng lại càng mê người khoảnh khắc đó quả thực là phong quang vô hạn ta còn mẹ nó nếu không nhìn thì ta còn là nam nhân sao lý kể gắt gào nhìn chằm chằm phong nghi nô ngay cả hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn đảo mắt hai tay bỗng nhìn đưa về phía trước giờ dẫm ngoài miệng thì reo lên ờ phong nương tử phong nương tử cô đang ở đâu mà xảy ra chuyện gì vậy ô cô có phải là bị hình dáng này của ta hù dọa đến rồi hay không? À, không nói gạt cô, ta hiện giờ thân hoạn mất tật, chuẩn bị đi hải ngoại chữa bệnh đây. Hôm nay là đặc biệt tới gặp cô nói lời từ biệt. Phong Yên đô thấy hắn hai mắt sáng ngời hữu thần, còn hiện ra một tiên lục quang trắng trợn nhìn mình chằm chằm, tự hồ muốn nhìn thấu chính mình, làm sao mà giống như là mắt có tật, tức giận suýt nữa té xỉu, một câu cũng nói không lên lời. Đời thực sự là trợn tròn mắt nói phét mà. Lúc này Nhu Tích cũng chạy tới kịp, nhìn thấy cảnh tượng này thì nhất thời ôm lấy cái miệng nhỏ nhắn kinh hô một tiếng. Phòng nghỉ nổ hiện giờ cũng là tình thế cấp bách là hết nói. Nhu Tích, mau đuổi cái tên tặc tử vô sỉ này đi ra. Nhu Tích ngẩn ra, vội xông đi lên, kéo vạt áo sau, dùng sức vừa đẩy vừa kéo nói: Đại nhân, người không thể nhìn, mau đi ra, mau đi ra. Nhưng chỉ bằng chút sức lực này của nàng, làm sao có thể kéo động được Lý Kỳ? Lý Kỳ được tiện nghi còn khoe mẽ, ra vẻ hoảng sợ nói: Anh à nhã anh à nhã, Nhu Tích muội tử, cô đang làm cái gì đó? Làm chi mà giúp ta cởi quần áo? Cô trợ ức kiếp một người mù như ta nhỉ Trình tiết đối với ta mà nói so với tính mạng còn trọng yếu hơn ta thả chết chứ không chịu khuất phục ơ à. nhu tích nghe thấy vậy thì mặt mũi đỏ bừng lại thấy không kéo được lý kỳ thì nhanh chóng lại xông đến trước mặt lý kỳ hai tay mở ra vội la lên đại nhân người mau xoay người sang chỗ khác không cho phép nhìn không cho phép nhìn nhu tích chiều cao tính đi tính lại cũng chỉ có một mét rưỡi mấy nhưng lý kỳ lại cao khoảng một mét tám cho dù có muốn chắn cũng không chắn được tầm nhìn của lý kỳ Ánh mắt của Lý Kỳ rơi ở trên người Phong Nguyên Đồ cười ha hả, lắc đầu thật mạnh một cái nói: "Ê, ta không nhìn thấy, thật sự là cái gì cũng không nhìn tới." Phong Nguyên Đồ thì khóc không ra nước mắt, trên đời tại sao lại còn có người vô sỉ như vậy? Nhu Tích ngửa đầu nhìn Lý Kỳ, nhất thời tỉnh ngộ lại, lại bắt đầu dùng sức nhảy lên, sợ trung tâm rất đáng khen nha. Lý Kỳ bị nàng nhảy loi choi thì có chút hoa mắt, cảnh đẹp trước mặt như vậy lại có một con rồi bỏ ở đây, thực sự là phá hư phong cảnh mà hoảng sợ nói ơi xảy ra chuyện gì đâu đấy sao ta có cảm giác như có động đất vậy nhỉ hắn nói xong hai tay đột nhiên đưa ra nhu tích sợ tới mức vội lùi về phía sau mấy bước chợt nghe bù một tiếng chỉ thấy nhu tích nhất thời không chú ý cũng rơi xuống nước Ê, ôi ôi mắt của ta mặt nước tóe lên mặt vừa vặn có hai giọt bay vào trong mắt của lý kỳ hắn khẩn trương dụ dụi con mắt nhu tích phòng nghỉ nổ kinh hô một tiếng khẩn trương bơi tới nàng vừa đồng thì phong cảnh trong nước lại xuất hiện rồi Wow! lý kỳ làm sao còn nghĩ đến chuyện dụi mắt nhất thời lại đứng ngắm đến ngây ngốc. Hết thảy cái phong cảnh được thu vào trong mắt, chỉ có thể tả bằng một chữ tuyệt. À, phòng nghỉ đồ nghe thấy Lý Kỳ kêu lên một tiếng ngạc nhiên thán phục, mới phản ứng lại kịp, kinh sợ kêu lên một tiếng lại nấp trong nước, hoảng sợ kêu lên. Tạc tự, ngươi nhìn cái gì? Ngực mông, ô, không 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 không, Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng lại ra vẻ kinh ngạc nói. À, mắt của ta sao lại tốt rồi? Ê, má ơi, nước của ngươi, ô không, nước này thật đúng là nước thần nha. Phong Nguyên Âu hôm nay không thể không động đậy. Hắn biết rõ là đang cố làm ra vẻ huyền bí, cũng chỉ có thể theo lời của hắn nói. Vậy ngươi còn không nhắm mắt lại. Ôi, vì sao phải nhắm mắt? Lý Kỳ sừng sốt, chẳng những không nhắm mắt mà còn tiến lên phía trước, cúi đầu nhìn chằm chằm Phong Nguyên Âu. Rất là kinh ngạc nói. À, Phong Đương Tử, nhu tích bội muội các người như thế nào mà rớt xuống nước vậy chứ? Ê, trong nước có nguy hiểm, đi nhanh lên một chút nha, ta tới kéo người. Phòng Nguyên hiện giờ đang trần như nhộng, nào dám đi lên, cả người sắp bị Lý Kỳ bước điên lên rồi, mắng, hạ lưu này này không tốt lắm đâu, phòng đương tử cô thực sự là quá nhiệt tình, người ta ngượng ngùng, à, Lý Kỳ ngượng ngùng xoa xoa tay, đột nhiên bắt đầu cởi áo nới dây lưng, Tay trần thực sự là rất nhanh nhẹn nha, phòng nghỉ hồ đổi giận nói, người đang làm gì? Lý Kỳ gãi đầu kinh ngạc nói, à, không phải là cô bảo ta hạ lưu sao? Ta không thoát y như thế nào mà xuống bơi tới bây giờ? À, ta giờ chỉ có một bộ quần áo, làm ớt sẽ không tốt, à, cô thực sự là rất cấp gấp rồi, <laughs> hạ lưu là ý này sao? Phòng Nguyên Đâu bối rối ngơ ngác nhìn Lý Kỳ, một lúc lâu nàng mới kịp phản ứng, nàng kiềm chế sự tức giận ở trong lòng, bởi vì nàng biết với da mặt dày hơn cả tầng thành của Lý Kỳ bây giờ, nàng có tức giận cũng chẳng làm được gì. Nàng rất bình tĩnh nói, "Phó viện trưởng, bây giờ Phòng Nguyên Đâu hành động có phần không tiện, kính xin người hãy ra ngoài uống chén trà trước, đợi một lát nữa ta sẽ ra." Lý Kỳ gật đầu sảng khoái nói, "Ồ, cô nói sớm thì có phải hơn không? Làm hại ta đã hiểu lầm, ở à, được rồi được rồi, ta sẽ ra ngoài đợi trước." Hắn nói xong liền xoay người rời đi. Phong Nghiên không ngờ là Lý Kỳ lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy, nàng ngẩn người ra một lát rồi đưa mắt nhìn vào nói, "Nhu Tích, muội nhìn xem hắn đã đi chưa?" Nhu Tích đi tới không thấy Lý Kỳ nữa thì liền nói, "Phong Thủy Tỷ, hắn đã đi rồi." Phong Nghiên Đồ vỗ vỗ ngực thở phào một cái rồi nghiến chặt hàm răng nói, "Thù này không báo, Phong Nghiên Đồ ta thề không làm người." Nói xong nàng đi về phía bờ, nhìn dòng nước lững lờ trôi với vẻ hứng thú, dáng hình mê người của nàng hiện lên trên mặt nước, trên ánh sáng vàng vàng của mặt trời. Dòng nước lăn tăn nhiều hoa sen mới nở, tỏa ra như ánh sáng chói mắt. Đúng lúc này lại có tiếng của Lý Kỳ. Ô, đúng rồi, suýt nữa ta quên có chuyện muốn nói với cô. Nói được một nửa thì không biết thế nào mà lại không nói nữa, chỉ ngơ ngác nhìn cơ thể trói lòa mê người kia. Phòng nghiên đồ cũng ngơ ngác nhìn Lý Kỳ, hai người nhìn nhau về mặt đông cành rất là buồn cười. À, phòng nghiên đầu kêu lên một tiếng sợ hãi rồi ngồi xuống, một tay cầm áo đứng dậy che trước ngực. Nhiều tích công vụ đi đến chắn trước người phòng nghiên đồ. Ta chưa nhìn thấy gì cả, thực sự là chưa nhìn thấy gì cả. Lý Kỳ lắc đầu, trong lòng cũng vui bất ngờ. mẹ kiếp, không ngờ của nàng so với cốt dục con lớn hơn còn có thể đẹp ngang phu nhân nha. May mà mình thông minh biết dùng kế dụ địch, nếu không sao có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Lúc này Phong Nghi Nô hận là không thể đi lên liều mạng được với Lý Kỳ. Nước mắt của nàng tràn ra, tóc rối bời không thể để bị người ta ức hiếp như vậy được. Nàng giận dữ nói, người, đồ vô liêm sỉ này đến làm gì? Sắc mặt của Lý Kỳ vẫn không đổi, hắn nói nghiêm túc, ồ, oh, thì ra là như vậy, ta quên là có chuyện gấp muốn thương lượng với cô phòng người đồ nhìn ánh mắt cười của hắn biết là mình đã trung kế nàng thơm mắng mình đã sợ ý nàng không cố ý để người khác nhìn thấy tất cả quả thật thật là thiệt thòi e là lúc này nàng muốn đi tự tử nhưng mà tính cách của nàng rất mạnh mẽ phải chịu nỗi nhục này là cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại nàng đỏ mặt nói không thể đợi lát nữa nói được sao lý kể tức giận nói ta cũng muốn đợi lát nữa mà nói nhưng mà ta sợ cô lại trốn đi đến lúc đó thì ta biết tìm cô ở đâu đây hắn nói xong đưa mắt nhìn xung quanh rồi chật chật cô biết hưởng thụ thật đấy Ta thì thảm rồi, cả ngày bị người ta đổi giết. Hôm nay nếu không làm tốt việc này, e rằng cái mạng nhỏ của ta cũng xong rồi. Nghĩ thầm, cơ hội tốt như vậy bay ra trước mặt, mình mà không nhân cơ hội này vơ vét tài sản thì chẳng phải là đáp phụ ân tình của ông trời cho ta sao? Phòng nghiền ô thì hắn quyết tâm không đi, Từ anh phải nói, có chuyện gì? Lý Kỳ nghiêm mặt nói, còn có chuyện gì chứ? Đương nhiên là chuyện anh hùng sợ điêu rồi. Cô không bảo một tiếng đã đi, thoải mái thì cũng thoải mái vô cùng, nhưng lại để lại một dối bỏng bong cho ta cô làm như vậy thật không phải là rất không có trách nhiệm sao vốn dĩ ta tưởng rằng cô chỉ tức giận không ngờ cô lại đi đến đây hưởng thụ đó không phải là cô đã làm ta thất vọng vì đã tín nhiệm cô sao phong y đô quay đầu đi nói không phải ta đã bảo nhu tích đến học viện xin nghỉ rồi sao lý kỳ hờ một tiếng rồi nói xin cô đấy theo quy tắc của học viện cô không tự đến thì ít nhất cũng phải viết tờ giấy xin phép viết rõ là nghỉ bao nhiêu ngày nếu ai cũng giống như cô vậy thì học viện còn tiếp tục hoạt động làm sao được nữa ta biết cô phải chịu thiệt thòi rất lớn nhưng công là công tư là tư cô làm như vậy khiến cho phó viện trưởng như ta rất là khó xử à còn nữa cô không có ở đó cũng không viết giấy xin phép bọn cao nhà nội ngày nào cũng theo ta đòi xem giấy xin phép đừng nói đến việc trước buổi tối khi ta ngủ ta cũng nằm mơ thấy có người đến truy hỏi nếu không ta cũng không đợi trời nắng to như vậy đến tìm cô trong lòng hắn lại thầm nói Hây, nếu biết có cảnh đẹp như vậy thì ta đã đến từ lâu rồi phòng yên hộ nhíu mày thở dài nói xin lỗi Việc này là do ta không đúng. Chỉ là lúc đó ta vừa ngạc nhiên vừa sợ, không có tâm trạng đi học. Nhưng ta đã định ngày mai trở về rồi. Lý Kỳ nghi ngờ nói. Vậy cô sẽ tiếp tục viết câu chuyện đó chứ? Phòng Huyền Đầu nói với vẻ mặt chân thành. Đương nhiên, ta đã đồng ý với ngươi rồi thì nhất định sẽ hoàn thành. Phòng Huyền Đầu ta là người làm việc đến nơi đến chốn mà. Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hay là hôm nay chúng ta cùng về cho các bạn. Hừm, cái tên vô liêm sỉ này đúng là không thể tin được. Phong Nguyên Âu gật đầu hạ giọng nói, cũng được. Vậy bây giờ người có thể tránh đi một lát không? Lý Kỳ cười ha ha, vậy tài nói, đừng nhìn đừng nhiên, bây giờ ta ra ngoài đợi cô, nếu làm hỏng tâm trạng của cô vậy thì thật là có lỗi, ta không đỡ nổi rồi. Hắn xoay người đi hai bước rồi bỗng nhiên lại quay lại cẩn thận nói, Phong Nương Tử. Cô không gạt ta chứ? Hai mắt của Phong Nguyên Âu giận như bốc hỏa, nhưng cũng chỉ chợt lóe lên một chút rồi cười một cái khiến người ta chết mê nói. Đây là chuyện nhỏ, Ta lừa được ngươi sao? Hề, hey, vậy cũng đúng, vậy ta ra ngoài trước. Lý Kỳ cười ha ha rồi xoay người bỏ đi. Lần này Phong Nguyên Nô đã có kinh nghiệm, trước tiên nàng bảo Nhu Tích đi xem thế nào. Sau khi đã xác định an toàn, hai mắt của nàng như phát ra lửa, hai bàn tay nắm chặt trắng như phấn phát ra tiếng kêu. Lý Kỳ đi đến trước thủy tạ, hắn đứng bên hồ rưỡi lưng một cái, nhớ lại cái cảnh tượng mỹ lệ vừa rồi. Trong lòng hắn thầm kêu đẹp một tiếng, chi tiết là quá ngắn xem chưa đã chợt nghe thấy có một tiếng động hừ hừ từ xa vọng đến thấy má kiều vẫn ở hai bên hộ vệ hắn cười khổ rồi nói hơi xem ra bảo tiêu của mình hỏng thật rồi nhưng mà cách chơi như vậy không đánh chết mình thì cũng là mình mệt đến chết thôi một lát sau hắn nghe thấy có tiếng vang từ đằng sau quay đầu lại nhìn thì hắn chỉ thấy phòng nghi nồ mặc một chiếc áo bà màu đỏ khuôn mặt trắng nõn điểm mấy giọt nước mái tóc ướt sũng của nàng rủ xuống vai hai tay của nàng vẫn chưa xỏ vào trong áo nụ cười của nàng khiến người ta mê mẩn lý kế kinh ngạc nói ở hệ phòng đương tử Sao nàng lại thế này? Tóc cũng chưa lau, cô không cần về gấp như vậy, ta đâu có vội. Hình dáng thướt tha của Phong Nghi Nô chậm rãi đi đến chỗ Lý Kỳ, tay trái của nàng nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc lơ thơ trước mặt rồi khẽ cười nói. Phó viện trưởng nói rất đúng, quay về đương nhiên là không cần phải vội như vậy, nhưng trong lòng ta có chuyện như lửa đốt, một khác cũng không muốn đợi. Lý Kỳ ngạc nhiên hỏi, chuyện gì? Chính là Phong Nghi Nô nhìn xét qua, sắc mặt thay đổi, nàng giận dữ hét lên, lấy mạng chó của ngươi, nàng nói xong đột nhiên giơ tay lên lý kỳ chỉ thấy trước mặt có vệt sáng xẹt qua phòng nguyên hồ nắm trong tay một con dao găm trắng như tuyết lao về phía hắn lý kỳ quá sợ ai nói hơi hey, cô đừng làm loạn ôi 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 hắn thấy phòng nguyên hồ giống như điên vậy định quay lại chạy trốn nhưng hắn quên mất đây là nhà thủy tạ ở trên mặt hồ chỉ cảm thấy dưới chân là trống khi hắn giơ hai tay lên nhảy trên không trung rồi hét lớn gãy rồi bùm một tiếng vang thật lớn lý kỳ chim hẳn xuống hồ phòng nguyên ồ không thể ngờ được là lý kỳ sẽ hành động xuẩn như vậy không ngờ lá lại nhảy xuống hồ lúc này nàng cũng nhìn xuống hồ ngây dại cả người một lúc lâu sau những gợn sóng trên mặt hồ dần dần biến mất vẫn không thấy bóng dáng lý kỳ đâu mặt hồ lặng lẽ khiến người ta thấy sợ hãi phòng nghỉ nộ đột nhiên tỉnh lại nói lý kỳ lý kỳ người mau ra đây ta biết người ở dưới đấy nếu người không ra ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người người đừng trốn tránh ta biết người trốn dưới nước người tự cho mình một cơ hội nếu người không xuất hiện ta không muốn người không được chết tử tế người được đùa ta chỉ dọa thôi người ra dạ trước đi rồi nói ta đảm bảo sẽ không làm tổn thương người nữa nàng càng nói về sau thì giọng nói càng như van xin chợt nghe thấy dầm một tiếng chỉ thấy một người chui từ hồ lên rồi lại nghe thấy tiếng hì hì nói <laughs> cô nhớ kỹ lời cô vừa nói đấy nhé <laughs> nước mát thật phòng nghiền hồ nhìn thấy cái vẻ mặt cợt nhà kia thì biết mình đã bị chơi xỏ liền tức giận tay phải nắm chặt trôi đào nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà lại dịu dàng nói à, đương nhiên rồi người mau lên đi ở dưới nước cũng dễ bị cảm lạnh lắm đấy lý kỳ nhìn nàng với vẻ nghi ngờ nói cô đang dỗ trẻ lên bà đấy hả cô nhìn xem tay mội run run đang cầm cái gì vậy nếu ta lên mà không cướp mạng của ta đấy chứ phòng nghiền ồ thấy mình không thể dụ dỗ được hắn thì liền thẹn quá hóa thành giận nói lý kỳ nếu như người là đàn ông thì mau lên đi trốn dưới nước thì còn gì là đàn ông nữa lý kỳ đạp nước giải thích hào hán đang ở trong nước đấy nếu cô có bản lĩnh thì xuống đi, chúng ta cùng so tài. Không giấu gì cô, ở dưới nước Mã Kiều cũng không phải là đối thủ của ta. Lời của hắn không phải là giả. Ở trên đời Mã Kiều sợ nhất là nước thì sao có thể là đối thủ của hắn được? Người... Phòng nghiền độ tức giận nói. Người có phải là đàn ông nữa không? Lý Kỳ Hờ nói. Ờ, à, cô muốn thử không? Nếu muốn thử thì xuống đi, ta nhất định sẽ cho cô biết thế nào là thú vui trời với nước. Đồ vô liêm sỉ. Được khen ngợi tại hạ hổ thẹn. Phòng nghiền nộ như phất điên, hung hăng nói. Được, được, được. Người có bản lĩnh thì cả đời đừng lên nữa. Lý Kỳ hà hà nói, hờ đương nhiên là không rồi. Đợi má Kiều làm mệt chết hai tên bảo vệ của cô thì ta có thể lên rồi, ta biết bơi mà. Ôi, thật là mát. Phòng nghề nổ sừng sốt bất giác nhìn về phía cầu bên kia, thấy má Kiều đúng là đang đánh nhau với hai bảo vệ của nàng. Nàng giận dữ rồi lại hết cách với cả Lý Kỳ. Ôi, chết tôi rồi. Bỗng nhiên hắn kêu lên một tiếng sợ hãi, khuôn mặt tươi cười dần méo đi. Phòng nghề đồ ngẩn người ra rồi nói, ta lại đang muốn xem ngươi chơi trò gì. Quên là đang ở dưới nước, Lý Kỳ đột nhiên kêu lên, mau đến cứu ta, ta bị chuột rút rồi. <laughs> Ánh mắt của Phong Nghiên Âu có vẻ nghi ngờ, nhưng nàng liền hờ mạnh nói: "Ngươi còn muốn lừa ta sao? Ta sẽ không bị lừa nữa đâu." Cô gái ngốc, ai lừa cô chứ? Cuối cùng Lý Kỳ cũng cảm nhận được mùi vị của sự ác độc, hắn thầm kêu lên: "Đây đúng là quả báo, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình thôi." Hắn đột nhiên chúi đầu xuống hồ, hai tay giơ về phía chân trái, thử tự cứu, nhưng mà tay của hắn còn chưa chạm đến chân thì bắp chân bỗng cò rút lại, đau đớn hắn há miệng ra, uống phải một ngụm nước, nghẹn suýt tắc thở, hắn thầm than: "Mạng mình toi rồi." Phong Nghiên Âu hừ một tiếng rồi lẩm bẩm: Ta cũng muốn xem, lần này ngươi muốn chơi trò gì. Nhưng mà ánh mắt của nàng vẫn có sự lo lắng. Đúng lúc này chợt có tiếng mã kiểu hô lên từ phía cầu bên kia. Bộ soái bộ soái phong nương tử còn không, mau đi cứu bộ soái Phong người nhìn lại chỉ thấy mã kiểu đang vô cùng lo lắng chạy về phía bên này nói. Phải cứu, người tự đi mà cứu. Mã kiểu vội vàng vừa chạy vừa nhảy la lên. Tôi không biết bơi, cầu xin cô mau cứu bộ soái đi. Phong Nguyên quay đầu nhìn lại thầm nghĩ. Hắn chắc là không nhảm chán đến mức lại chơi đùa lần thứ hai chứ nàng lại nhớ đến cái vẻ khổ sở vừa rồi của Lý Kỳ. Nếu là giả, vậy thì ta lại là một cô gái ngốc nghếch. Nếu là thật, vậy nàng bỗng trận hai mắt lên nhảy ngay xuống hồ. Một lát sau chỉ nghe thấy dầm một tiếng, phòng nghiền đồ chùi từ dưới nước lên, tay phải ôm một người, không phải là Lý Kỳ thì là ai chứ? Chỉ có điều Lý Kỳ vừa rồi còn đang vui vẻ thì giờ lại đang hấp hối. Nhưng Lý sư phó của chúng ta chết cũng phải xem trước là nằm trong quan tài nhà ai thì mới thoải mái chứ. Vẫn biết không phải là cố ý vốn dĩ đầu của hắn còn tựa vào vai của phong nhi nô thì bỗng đầu hắn chúi xuống trước ngực của nàng hai má áp sát vào bộ ngực đầy đạn kia đúng là khiến người ta ghen tị phong nhi nô ôm lý kỳ thờ hôn hền bơi lên bờ bỗng hai mắt nàng trợn lên khuôn mặt đỏ bừng nàng mắng cái tên hạ lưu bại hoại này à cũng không biết mất bao lâu lý kỳ từ từ mở mắt ra nhưng sau đó hắn lại nhắm mắt lại hắn tỉnh rồi nhưng vẫn nhắm mắt vì cứ mở mắt ra là nhìn thấy lưỡi dao sáng loáng kia phải biết rằng lúc con người vừa mới tỉnh dậy thì thường rất yếu ớt, sợ hãi là điều không tránh khỏi. Lúc vẫn còn kêu, bỗng nhiên có tiếng cười lạnh. Sao? Hóa ra người cũng biết sợ cơ. Phòng nghi đồ. Lý kỳ thầm dùng mình đột nhiên ngậm miệng lại, chỉ thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ đang nhìn mình chằm chằm. Nàng nhếch miệng cười khiến người ta sợ hãi. Hắn hơi căng thẳng cái cổ ra rồi cười gượng nói. Phòng đường tử, cô làm gì vậy? Ôi ôi, cô không được làm như vậy, ta chóng mặt rồi. Chóng mặt. Phòng nghi đồ cười lạnh rồi nói. Bình thường ngươi rất xinh nhiều như vậy, sao không thấy chóng mặt? Lý Kỳ vô liêm sỉ nói, ta chỉ chóng mặt với mình thôi. Ôi, Mã Kiều đâu? Mã Kiều, Mã Kiều. Bộ soái, đã nhanh tìm tôi. Vừa dứt lời, Mã Kiều lần đầy cửa đi vào. Phòng nghỉ Nô khéo léo với thủ đoạn của mình, nàng vội đưa tay giấu vào chân mũi đao trượt vào hông của Lý Kỳ, sau đó nghiêng xuống dưới quán hình như là nó đang trườn trên người của Lý Kỳ. Mã Kiều là một người đàn ông thật thà, nhìn thấy cảnh này liền run rẩy, vội che mắt nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi ra ngoài." trong lòng y lại nói thầm ờ à, bộ soái này cũng thật lạ chuyện này mà cũng gọi mình vào xem cô gái này rất giảo hoạt lý kỳ căng thẳng há mồm kêu lên mà phòng nghỉ đồ dùng lực nhẹ giọng nói không muốn chết thì đừng lên tiếng lý kỳ thấy vần eo của mình chợt lạnh hắn lại nuốt lời về mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sao hình như mình lại không mặc quần áo nhỉ Rốt cuộc là cô gái này muốn làm gì mình hắn sợ hãi nói ây à, cô bình tĩnh đi không được làm bệnh phải chú ý à, đây không đùa được đâu bình tĩnh chút đi đừng tiếp tục nữa sẽ lấy mạng người đấy Phòng nghỉ đồ cười lạnh, nhìn thấy Mã Kiều đã đi ra ngoài, đột nhiên nàng kêu lên: "Mã Kiều, bộ soái nói có ở đây, ngươi cũng không có chuyện gì nữa, về sớm nghỉ ngơi đi." Nhu Tích, bồi tiễn Mã Kiều ra phòng khách nghỉ ngơi đi. Vâng, bộ soái, tôi đi trước, ngài cứ từ từ hưởng thụ nhé. Hưởng thụ cái lông gì chứ? Ông đây đang nước sôi lửa bỏng, người có thể tình ngộ một chút được không? Lý Kỳ toát mồ hôi thầm nguyền rủa Mã Kiều, hắn khổ sở chịu sự khống chế rồi nghiến răng nói: "Cầu cho đêm nay người gặp phải ác mộng." Phòng nghỉ đồ nghe tiếng bước chân xa dần ánh mắt của nàng cũng trở nên đẹp đẽ hơn cái này gọi là thể hiện bản năng nàng trườn dao găm lên ngực lý kỳ rồi cởi lại nói bây giờ thì không ai cứu ngươi được nữa rồi xong rồi cô gái này điên thật rồi hôm nay lý kỳ không thể động đậy được hắn khóc còn khó hơn cả cười đói ơi phong đương tử ta với cô không oán không thù cô không cần phải dự sự, sự với ta như vậy chứ cẩn thận cô đừng động không oán không thú ánh mắt của phong Nô chợt lóe lên trên tay thì càng run mạnh hơn nàng giận dữ nói Chiều nay, người ước hiếp ta như vậy sao ta có thể bỏ qua cho người được chứ? Người có biết vừa rồi đã mấy lần ta muốn đâm cho ngươi một cái để kết thúc không? Nhưng ta lại cảm thấy, nếu để ngươi chết trong lúc ngủ, thì lợi cho người quá. Nàng run lên. Lý Kỳ càng sợ hãi, mặt đầy mồ hôi, hoảng sợ nói. Vậy, cô định hủy hoại ta sao? Phong Nguyên Nô xì một tiếng khinh miệt, rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Người có biết chuyện khổ sở nhất trên đời này là gì không? Đối với đàn ông là bệnh liệt dương, Đối với đàn bà hình như là đàn ông liệt dương Lý Kỳ thốt lên nhưng mà lời nói xong Hắn liền sợ hãi kêu lên Ôi, lo lắng không biết con dao kia đang ở đâu Hắn vén chăn lên thì thấy ngũ trì vẫn còn đầy đủ liền lầm bẩm Ôi, may vẫn còn, làm ta sợ chết đi được Nhưng sao ta lại không mặc quần áo Ồ, rốt cuộc lại cố định làm gì Phong à, Phòng nghiên đầu không ngờ là Lý Kỳ lại như vậy Nàng kêu lên Vội chạy đi dùng tay che mặt nói Cái tên vô liêm sỉ này còn không mau đắp chăn lên Khả, không ngờ đã ra mặt của cô gái này lại mỏng như vậy. Vừa rồi còn kiêu ngạo như thế hóa ra là giả vờ. Sao Lý Kỳ lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ? Hắn cười nói, hệ phong đường tử, cô đừng giả vờ rồi. Cô dám cởi quần áo của ta thì tại sao lại không dám nhìn? Không phải là vừa rồi cô nhìn chán rồi đấy chứ? Lúc nói chuyện thì hắn cũng lặng lẽ lấy tràn đắp lên cơ thể. Dù sao thì hắn cũng không phải là kẻ điên. Hắn ngồi dựa vào tường tránh khỏi sự uy hiếp của con dao găm kia. Người đừng có nói bậy, là là mã kiểu giúp người cởi đấy. Phòng Nguyên Hồ xấu hổ nói, Mã Kiều, Lý Kỳ tức giận nói, không phải chứ, vậy mà ta còn tưởng cô cởi cho ta. Ta liều mạng với ngươi. Phạm Nguyên Hồ giận dữ trợn mắt lên, tay dưới đè chặt nhưng động tác này rất chậm, rõ ràng là còn để lại đường sống. Chợt phát hiện dưới tay mình không có gì, nàng sợ hãi thì vừa mới thấy Lý Kỳ còn nằm trên giường, bây giờ đã không thấy đâu nữa. Lý Kỳ trốn phía sau chỉ chờ cơ hội này, hắn nắm lấy tay phải ôm chặt lấy nàng. Phòng nghỉ đồ chưa hề bị một người đàn ông nào chân chuồng ôm phải, nàng vừa xấu hổ vừa la lớn. Người làm gì vậy? Thả ta ra, thả ta ra. Ta mà thả cô ra thì ta là cục gỗ rồi. Hắn một tay ôm lấy phòng nghỉ nộ bổ nhau lên giường, hai chân hắn kẹp lấy hai chân của nàng, hai tay cũng đè chặt hai tay nàng. Phải nói là tư thế này rất mê người. Trong số nữ nhân phòng nghỉ đồ cũng được coi là một cô gái khỏe. Dù sao nàng đã học múa từ nhỏ, nhưng dù sao thì vẫn yếu hơn đàn ông, tuy lý kỳ không khỏe bằng mã kiều ngưu cao với đám nhạc phi nhưng cũng là người cầm cái môi từ nhỏ mà lớn lên vẫn dư sức để khống chế một cô gái đương nhiên các loại con gái biến thái như triệu tinh yến thì cũng chỉ có mặc cho người ta hại mà thôi nhưng mà tính của phong nguyên hô mạnh mẽ nàng không ngừng dãy ruộng lý kỳ cảm thấy đau đớn dù sao trong tay nàng vẫn cầm một con dao sắc bén nếu chẳng may làm ai bị thương cũng đều không tốt hắn nhẫn tâm đe dọa đủ rồi cô đừng cử động nữa phong nguyên Đô biết là hắn dọa mình nhưng vẫn không dám động nữa hai mắt nàng đẫm lệ nhìn lý kỳ cầu khẩn nói cầu xin ngươi hãy thả ta ra đi nếu ta thả cô ra thì mạng của ta sẽ còn sao? lý kỳ nhìn từ trên cao xuống dụ dỗ nói vậy mời cô bỏ dao xuống trước đã bây giờ phong nhiên chỉ muốn sớm thoát khỏi hắn thôi nàng vội ném con dao xuống lý kỳ nhanh chóng nhặt con dao ném ra xa sau đó lại nắm chặt tay phong nhiên nàng giận dữ nói ngươi không giữ lời ta đã ném ra đi rồi ngươi còn muốn thế nào chứ lý kỳ ha ha nói ta đâu có bảo cô ném dao đi ta chỉ bảo là cô bỏ dao xuống đây đâu phải là không giữ lời đổ vô liêm sỉ xin đấy cô cầm dao ức hiếp một người trần chuồng hành động phòng thân của người đàn ông trong sạch sao lại nói là vô liêm sỉ ngươi đôi mắt xinh đẹp của Phong nguyên Âu chuyển động ngực nàng vô tình tiếp xúc với cơ thể của lý kỳ rồi lộn nhào trong lòng hắn hơi thở cũng trở nên dồn dập hai người đều thở hồn hển bốn mắt nhìn nhau phòng nguyên Âu thấy dường như ánh mắt của hắn có sự khác thường nàng căng thẳng hỏi ngươi muốn làm gì chết tiệt mình trở nên giống như cao nhân nội từ khi nào vậy lý kỳ hít sâu một hơi kiềm chế cái cân dục hỏa trong lòng thở dài nói phong đường tử dù cô có tin hay không thì chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thực sự ta không cố tình đến xem cô tắm đâu người còn dám nói sao được được ta không nói nữa hắn cũng không dám kích động vào cái tâm hồn yếu đuối của phong y nô nữa mà nghiêm mặt nói chúng ta vào nói chuyện chính đi người bỏ ta ra trước đã cô cho ta là kẻ ngốc sao Trưa này cô có dám dở cho cẩm đao truy sát suýt nữa thì làm cho ta hại đến tính mạng ta buông cô ra em là cô sẽ không muốn nói chuyện nữa vậy ngươi nói mau đi lý kỷ nghiêm túc nói thực ra lần này ta đến ngoài việc muốn thuyết phục cô quay lại học viện chủ yếu vẫn là ta xin lỗi cô đêm hôm đó là ta đã liên lụy đến cô khiến cô sợ hãi thực ra ta có đi tìm cô muốn giải thích với cô nhưng lúc đó cô đã không ở nhà xin lỗi cô câu xin lỗi này hắn nói rất chân thành phong Nghì nô hơi sững người rồi thản nhiên nói được rồi ngươi nói xong rồi thì buông ta ra đây mới chỉ là khúc nhạc dạo của ta thôi Lý Kỳ vội hỏi Cô đừng vội, ta còn chưa nói hết Ta muốn biết vì sao mấy hôm nay cô không đến học viện Phong Nghi Nô hừ nói Trưa nay ta đã nói rồi Ta không có tâm trạng Lý Kỳ nói thẳng Có phải cô sợ ta sẽ lại liên lụy đến cô không Nàng dừng sốt trần trừ một lúc Rồi nói Người biết thì càng tốt Quả nhiên là như vậy Lý Kỳ cười khổ rồi lại nghiêm mặt nói Nhưng ta nghĩ cô không cần phải sợ Cô vẫn luôn ở giữa thị phi, cô không quên rất nhiều nhân vật lớn vẫn nhớ cô chứ. Nếu thực sự có ngày ta ngã xuống, cho dù cô có liên quan gì đến ta không thì bọn họ cũng sẽ nghĩ mọi cách tìm cô. Dù sao cô cũng biết, có rất nhiều chuyện sư sư cô nương cũng không tiện ra tay. Cho nên ta nghĩ lựa chọn sáng suốt nhất của cô là tiếp tục ở học viện. Phong Nguyên Hô ngẩn người ra, ý của ngươi là sẽ bảo vệ ta sao? Lý Kỳ gật đầu nói, đương nhiên rồi, bằng không lúc trước ta đã không cho phép cô đến học viện rồi. Hơn nữa ta vẫn luôn làm như vậy mà, hắn nói đến đây thì lại cảm thấy lời của mình nói hơi mơ hồ hắn lại bổ sung ta là phó viện trưởng đương nhiên phải có trách nhiệm với mỗi người trong học viện rồi vậy ngươi không sợ ta sẽ làm liên lụy đến ngươi sao lý kỳ trợn hai mắt lên nói cô đừng tự làm khổ mình nữa cô đâu có làm chuyện gì liên lụy so với những khó khăn của ta quả thực điều đó không đáng để nhắc đến nói đến vương tư nhân bây giờ y cũng không đủ tư cách để đấu với ta nữa nếu bây giờ y còn dám nhảy đến trước mặt ta ta sẽ cho y hai cái bạt tay thì y cũng phải ngoan ngoãn mà nhận thôi Nói như vậy nhưng mỗi lần ta và ngươi ở cùng nhau đều là gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, tính ra cũng ba lần rồi. Không phải chứ? Lẽ nào nàng đang lo lắng cho mình? Ờ, à, cái này không hợp lý. Hắn ngơ ngác nhìn Phong nghi Nô. Phong nghi Nô đỏ mặt lên cao mải nói, ngươi nhìn cái gì? Hắn nào nào vội hỏi, ờ, à, không có không có. Rồi hắn lại ha ha, hờ, <laughs> nói ra thì cũng thật là buồn cười, ta vẫn coi cô là cứu tinh. Cứu tinh? Đúng vậy, bởi vì mỗi lần ta ở cùng cô để có thể biến nguy thành an. Phong Nguyên OA à một tiếng, cảm thấy hắn nói cũng rất là có lý. Cùng một chuyện suy nghĩ ở các góc độ khác nhau thì hai kết quả hoàn toàn khác nhau, đây thật là kỳ diệu. Lý Kỳ vội rèn sắt khi còn nóng nói, "Được rồi, phiền toái muốn đến thì cô trốn cũng không trốn được. Sống trên đời lo lắng chỉ tăng thêm phiền não, chi bằng hãy thuận theo tự nhiên đi. Ngày mai cô hãy về cùng với ta, là một giáo viên tốt, coi như chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Các học sinh đều cần cô, nhóm mê sách cũng cần cô." Cô không biết chứ đám cảm nhà nội ngu xuẩn kia cũng đã bắt đầu tổ chức đội chống lại tuần san đại tống thời đại rồi. Hơn nữa ngay cả hoàng thượng cũng đến dục, bằng không ta đã không sốt ruột đến tìm như vậy. Thực ra ta cũng muốn cô được nghỉ ngơi nhiều một chút. Phòng nghiên ô hơi dãy ruộng nói, để ta suy nghĩ một chút đã. Còn suy nghĩ gì nữa, cơm canh đều nguội cả rồi. Lý Kỳ nhanh chóng bổ nhà về phía phòng nghiên ô nói, chú chuyện còn con đó còn phải suy nghĩ sao? Nàng vừa hé miệng ra thì lại cảm thấy hạ thể bị một vật cứng nhất vào nàng mềm người ra. Lý Kỳ rung động trong lòng, chờ thấy mông mình lại toát, theo bản năng hắn cúi xuống nhìn, suýt nữa thì trồi cả hai mắt ra. Hóa ra vừa động thì cái chân trần rơi xuống, nguy hiểm hơn là đúng lúc tiểu huynh nệ đang chống đỡ hai chân của Phong Nghi Nô. Anh bạn, đây là anh muốn ta làm chuyện bất nghĩa rồi, phản anh ba ngày không được ăn thịt. À, không đợi cho Lý Kỳ kịp phản ứng, bỗng tay hắn đau nhức. Đại tỷ đứng cắn, lần này không phải ta cố ý đau đau, bịch. Xong cũ chưa qua, xong mới đã đến, bụng bị người ta đạp cho một cái, suýt nữa thì đoạn tử tuyệt tôn ai đặc biệt cảm ơn cơn đau nhức bất ngờ khiến hắn kêu lên hắn thoát ra khỏi phong nghi nô có câu là tại ông mất ngựa họa phúc khôn lường tiểu huynh đệ kia lại đi vào bước nữa rồi ôi hắn rên rỉ ôi con mẹ nó đây thật đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên à người đi tìm đường chết đi mặt phong nghi nô đỏ như máu hơi thở cũng dồn dập ra sức đẩy lý kỳ điều mạng chạy trốn hắn nằm trên giường một tay che bụng một tay nện khóc không ra nước mắt Đại tỷ thật thực sự là vô tội mà, đây chỉ là phản ứng nên có của một người đàn ông nếu không phản ứng thì ta đã tìm cô liều mạng rồi. Xong rồi xong rồi, chuyến này chạy không vững rồi, không ngờ là mình đã bị nhìn tới hết, chuyện vẫn còn chưa thành. Ôi, ta không muốn sống nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 141 của Bắc Tống Phòng Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 142.